xã hội này. Chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buổi nha, ăn cứt. Thế cho nó dễ. Xã hội là không làm chỉ có ăn cứt thôi. Thế nói thì cho nó nhanh cho. CU tác dụng với KL3 với H2C40 anh ơi. Cái này nó phải trong môi trường H2C40 đặc lóng em ạ. Thì khi đấy là CU nó là một kim loại cuối. Khi nào cần may áo giáo, khi nào cần may áo giáp sắt nên sang phố Hoàng Đồng hoặc cụ sắc 3. Thì là cái tính oxy hóa của nó thấp nhất. Đầu tiên nó là Natchi, Hero, Kani Natchi ấy. Thì là tính oxy hóa của nó là cao nhất. Thì để mà oxy hóa được cái CU thì nó phải dùng cái chất oxy hóa nó hai số đặc lắm chứ đặc đồ đặc lắm rồi. Bản lĩnh thì có nhưng mà đói là không chịu được. Ý chí thì kiên cường nhưng mà trèo tường phải có thang. Sao bảo ốm ma? Sao bảo ốm rồi? À ốm rồi lúc chiều nhưng bây giờ khỏi rồi. Ok tránh đi. Anh Minh chưa ngủ anh Minh ơi. Kéo dài làm việc nhá. Anh đi đâu anh già lội bắt cua. À, chiều nay ốm huyết áp vừa phải ra đi đo về bây giờ là đang Hà Nội đây em ơi. Hà Nội mưa buồn đây.